Xin chào các bạn, mình là Alex Bartender. Mình là Jack ạ. Hôm nay mình có mặt tại Mia Game để thực hiện bài Play Bartending. Thì tiếp tục với bài 12, chúng ta đến bài 13. Với bài 13 thì chúng ta xếp tấm chai. Chúng ta tung vòng và chúng ta bắt chai bằng bàn tay. Và sẽ như này. Chúc các bạn luyện tập và thực hành thành công. Xin chào các bạn. Chào các bạn.